x trừ 2m trừ 1 bằng bằng 0. Tìm m để phương trình này có hai nghiệm phân biệt x1, x2 phân biệt và thỏa mãn cái biểu thức P. P bằng 2 lần x1 nhân x2 cộng 1 phần x1 bình trừ 2mx2 cộng 1 trừ 2m. Giá trị nhỏ nhỏ nhất. Thì các bạn nhìn ngay vào khi tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đúng không ạ? Thì thứ nhất các bạn phải xác định A, B và C. A bằng 1 nè, B bằng 2m nè và C bằng trừ 2m trừ 1. Các bạn chú ý giúp Lợi nha, trong quá trình giảng có chỗ nào sai các bạn cố gắng comment giúp Lợi liền nha mọi người. Rồi, tiếp tục hành trình nè, ta tính delta hoặc là delta phẩy là quyền quyết định của mọi người nha. Thì ở đây Lợi sẽ tính delta phẩy bởi vì B của mình là bằng B của mình là số chẵn đó, thì muốn tìm B phẩy ta lấy B chia 2 bằng m. Vậy delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Vậy bằng m B phẩy nè mọi người. Bình phương trừ A nè và C 1 nhân trừ 2m trừ 1. Vậy bằng gì ạ? M bình cộng m xin lỗi cộng 2m cộng 1. Thì các bạn nhìn đây có phải là hàng đẳng thức không ạ? Đó chính là A trừ B tất cả bình. Vậy muốn phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phải phải như thế nào ạ? Lớn hơn không. Mà muốn thằng này lớn hơn không, thằng này nè các bạn nhớ đây là dạng gì ạ? A bình luôn luôn lớn hơn bằng bằng không. A bình mà luôn luôn lớn hơn bằng không mà muốn nó lớn hơn không á thì thằng này phải khác không. Đó, khác không. Vậy tương đương m khác khác 1. Chốt chưa? Và các bạn kết luận vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, vậy m khác 1 thỏa mãn để đề bài. Cái chỗ này các bạn không cần ghi nha. Còn cái vấn đề kết luận thì các bạn kết luận theo giáo viên của mình nha. Có rất nhiều kiểu kết luận nên các bạn thông cảm một chút xíu nha. Rồi, sau đó các bạn muốn tính được cái hàng này thì các bạn nghĩ ngay đó là hệ thức ví VS, hệ thức ví VS. Thì nhớ S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A. Trừ B, trừ trừ nè, trừ B nè. Trừ B là trừ 2m chia 1 bằng trừ 2m. B nè bằng x1 nhân x2 bằng C chia A. C nè chia A nè. Vậy là trừ 2m trừ 1 phần 1 bằng trừ 2m trừ 1. Chốt chỗ này chưa? Khi các bạn đã chốt chỗ này rồi thì các bạn chỉ cần gì ạ? Biến đổi nè. Các bạn nhìn kỹ nha. X1, X2 có phải là nghiệm thằng này không ạ? X1, X2 có phải là nghiệm của thằng này không ạ? Là đánh sao nè. Thì X1 là nghiệm của sao. Nên chỗ nào có x các bạn thay bằng x1. Các bạn ghi nè. X bình cộng 2mx trừ 2m trừ 1 bằng bằng 0. Chỗ nào có x các bạn thay bằng x1. Đó. Vậy tương đương ta giữ x một bình lại nè. Giữ x một bình. Tại sao phải giữ x một bình? Là do lý do thằng này nè. Các bạn thấy không ạ? À? Đây bằng. Chuyển qua. Vậy là trừ 2mx1 cộng 2m cộng 1. Được chưa? Rồi. Chỗ nào có x một bình các bạn thay bằng cái biểu thức này giúp Lợi. Vậy P sẽ bằng 2 lần x1 nhân x2 cộng 1 phần. Đây. X một bình thay bằng này là trừ 2mx1 cộng 2m cộng 1. Còn cái này viết lại trừ 2mx2 cộng 1 trừ 2m. Sau đó các bạn rút gọn nè. Đây với đây rút nè. Được chưa? Vậy mình sẽ ra là 2x1 nhân x2 cộng 1 phần. Đây. Hai thằng này chung gì ạ? Trừ 2m mang ra còn là x1 cộng x2. Đây với đây ra là cộng 2. Bằng. Rồi. B có chưa? Đây. S có chưa? Đây, vậy mình sẽ ra gì ạ? À? Vậy là 2 nhân cho trừ 2m cộng cộng 1 đóng ngoặc. Xin lỗi. Đây nè, sai chỗ này nè, cẩn thận nha. Trừ 2m nhân. À, xin lỗi, chỗ này mình sai nha, cẩn thận giúp Lợi nha. Bằng nè, 2 nhân P nè, là
là trừ 2m trừ 1 cộng 1. Tiếp tục trừ 2m nhân s nào là trừ 2m cộng 2. Đó, cẩn thận nha, đừng để sai dấu rồi các bạn phân phối vô đi ạ. Trừ 4m trừ 2 cộng 1 chia đây là 4m bình cộng 2 bằng trừ 4m rút gọn cộng 1 phân 4m bình cộng 2. Rồi, tới đây rồi mọi người ơi, tới đây. Tính delta sai rồi ạ. Tính delta bị sai hả? Đây là kiểm tra lại nè. À, b bình trừ ac trừ 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 sai sai chỗ nào ạ? À? À đúng rồi, xin lỗi mọi người nha, xin lỗi mọi người, sai chỗ này nè các bạn em ạ. À, đó, cẩn thận nha, trong quá trình giảng chỗ nào bị sai các bạn cố gắng comment giúp lại liền nha mọi người. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn mọi người rất nhiều nè. Các bạn thấy chỗ nào sai các bạn comment giúp lại liền nha mọi người, cố gắng comment giúp lại liền. Nhiều lúc là giảng lẹ quá là không có biết được cái chỗ sai đó, các bạn cố gắng khi chỗ nào sai các bạn comment giúp lại liền nha. Rồi, tới đây các bạn thấy có bị sai gì đúng không ạ? Ở đây các bạn có thấy bị sai gì không ạ? Sai gì? À đây sai nữa nè. Đó, các bạn cẩn thận nha. Đây là trừ nha mọi người. Đó, cẩn thận giúp lại nha. Chỗ nào sai các bạn comment liền giúp lại nha mọi người. Chỗ nào sai các bạn comment liền giúp lại nha. Rồi, tiếp tục hành trình nha mọi người. Thì mình viết lại cái biểu thức này nè. Chỗ này biểu thức này có bị sai không ạ? Vậy quy bằng trừ 4m trừ 1 phần 4m bình cộng 2. Được chưa? Rồi, tới đây nè, tới đây thì các bạn làm bằng cách nào ạ? À? Các bạn nghịch đảo giúp lại. Được chưa? Đó, nghịch đảo nha.